Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là hai cái chiếc xe các bạn, hai người anh em với nhau ha. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz làm mưa làm gió trong thời gian qua, Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Và bên cạnh đây là một người anh em được nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc luôn, Mercedes-Benz GLB 200 hay gọi là GLB 200. Đó, thì hai cái chiếc xe này các bạn sẽ thấy là có cái mức giá tương đương nhau. Đó, GLC 200 4MATIC với mức giá là 2.099 triệu, cũng như là GLB 200 với mức giá là 1.999 triệu. Thì thực ra hai chiếc xe này đang trên nhau là 100 triệu các bạn. Đó, nhưng mà hai cái chiếc xe này nó có một cái sự đối đầu với nhau ha. Đó, cạnh tranh với nhau đó các bạn. Mặc dù là hai người anh em với nhau cùng một phân khúc ha, cùng trong một cái gia đình đó, nhưng mà nó có rất rất là nhiều thứ đối lập nhau. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai chiếc xe này, và các anh chị các bạn có thể là chọn cho mình một cái chiếc xe nào đó thì các bạn có thể là comment cho Duy biết ha. Ok. Về phần thiết kế bên ngoài, thì các bạn cũng sẽ thấy là Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC với lại GLB 200 AMG của chúng ta cũng có những cái nét đối đập nhau. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, GLB 200 thì chúng ta sẽ được thiết kế giống như là một cái khối vuông vắn với nhau ha. Các bạn nhìn thấy nó toát lên cái sự thể thao cũng như là mạnh mẽ của một cái chiếc xe SUV. Nhưng bên cạnh đó thì GLC của chúng ta thì được thiết kế nó mang cái dáng dấp mềm mại hơn, cũng như là những cái đường nét thì nó được thiết kế là bo tròn nè. Đó, thì với chiếc xe Mercedes-Benz GLC này các bạn, thì Duy nghĩ là đối với lại mọi cái như là độ tuổi ha, chẳng hạn như là trẻ, các anh chị trẻ đi cũng được, hoặc là anh chị lớn tuổi đi cũng được ha, cũng như là nam hoặc là nữ, chúng ta đều thích hợp với lại cái phong cách thiết kế của chiếc xe Mercedes-Benz GLC này. Đó, bên cạnh đó thì GLB của chúng ta thì dành cho những các bạn trẻ nó cá tính hơn một chút xíu ha, những bạn trẻ yêu thích coi như là thời trang cũng như là cái nét thể thao của chiếc xe này. Đó, về phần thiết kế thì các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ đối lập nhau. Đó, ngoài ra thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 này thì được thiết kế là với 7 chỗ ngồi, trong khi đó là GLC của chúng ta là 5 chỗ ngồi thôi. Đó, thì thật ra thì với cái kích thước giữa hai cái chiếc xe này gần như là giống nhau. Đó, nhưng mà thì đối với cái người tiêu dùng của chúng ta các bạn thì sẽ có hai cái đối tượng khách hàng khác nhau. Đó, chẳng hạn như các anh chị mà chỉ cần là 5 chỗ ngồi thôi, thường xuyên là di chuyển với lại 4 người hoặc là 5 người thôi, thì Duy nghĩ là Mercedes-Benz GLC thì đủ đáp ứng rồi. Đó, và ngoài ra GLB thì đối với cái hàng ghế sau bạn, chiếc xe này là mặc dù nói là cái chiếc xe 7 chỗ bạn, nhưng mà hàng ghế sau thường là thông thường các anh chị thường gập xuống để chở đồ đó, nhưng mà bên cạnh đó trong những cái trường hợp cần thiết thì chúng ta lại có thêm hai chỗ ngồi, thì đôi khi nó lại tiện lợi hơn ha. Thì ngoài ra thì đối với cái phần mà thiết kế bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nè, ở phần đuôi xe giữa hai cái chiếc xe này nó cũng có một cái sự đối lập nhau nữa các bạn. Đó, các bạn thấy nè, phần đuôi xe thì được thiết kế rất là thể thao nè, với những cái cánh lướt gió ha, nhìn nó ngầu hơn, cũng như là bô của chúng ta được là bô kép và vuông ha. Đó, thì đuôi xe của chiếc xe của GLB của chúng ta vẫn được thiết kế nhìn nó mang đậm cái tính chất thể thao, trong khi đó thì cái GLC của chúng ta nè các bạn thấy nè, nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn. Bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem. Thì đối với các chiếc xe GLC của chúng ta được thiết kế là 5 chỗ ngồi thôi, cho nên là phần cốp xe khá là rộng rãi, cũng như là ở dưới này chúng ta sẽ có một cái bánh xe dự phòng, cũng như là những cái đồ dùng để mà chúng ta thay lớp xe. Đó, thì GLC này các bạn là hướng tới một cái chiếc xe SUV, một chiếc xe đi đường dài, cho nên là nhà sản xuất sẽ trang bị thêm lớp dự phòng cũng như là dụng cụ để chúng ta thay lớp xe. Đó, bên cạnh đó thì GLB của chúng ta thì hướng tới là dành cho những cái đối tượng khách hàng là di chuyển trong thành phố nhiều ha, cần một cái chiếc xe nhỏ gọn với nhiều chỗ ngồi hơn, cho nên là cái phần thiết kế ở cái phần cốp xe nó cũng sẽ khác ha. Xe của chúng ta thì không có lớp xe dự phòng, cũng như là GLB của chúng ta này thì được trang bị là cái lớp xe thay fit thôi. Đó, có dụng cụ để bơm và vá xe ha. Ok.
Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem cái phần thiết kế giữa hai cái chiếc xe này có những cái tính chất đối lập nhau. Bên cạnh đó thì về phần công nghệ cũng như những cái trang bị tiện nghi thì sẽ như thế nào. Đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 này thì được trang bị là cái camera lùi ở phía sau thôi. Trong khi đó là Mercedes-Benz GLC của chúng ta được trang bị là camera 360 độ ha. Chúng ta sẽ có thể là quan sát được toàn cảnh của một chiếc xe khi mà chúng ta di chuyển trong những cái đường hẹp. Thì thực ra camera 360 độ vẫn giúp ích cho chúng ta rất là nhiều các bạn nha. Ngoài ra thì Mercedes-Benz GLB 200 đối với cái phiên bản này các bạn, đây là cái phiên bản mà 2021 rồi, nhưng mà đối với phiên bản này thì hiện tại là bên Duy đã hết hàng và chuẩn bị là lên cái phiên bản 2022. Thì tay nắm cửa của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này là keyless go luôn, chúng ta có thể là chạm và lóc cửa cũng như là chạm và mở cửa cũng như là tiện lợi hơn rất là nhiều. Trong khi đó GLB của chúng ta thì sử dụng là tính năng là lóc cửa khóa cửa, thì chúng ta vẫn sử dụng chìa khóa ha. Đó là một cái tiện nghi giữa hai chiếc xe này có sự khác biệt nhau. Đó. Hiện tại bây giờ Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG. Thì về phần tiện nghi bên trong xe này các bạn, thì giữa hai chiếc xe này nó gần như là giống nhau luôn các bạn. Thì đối với những cái tính năng, những cái sự tiện nghi bên trong những cái chiếc xe Mercedes-Benz bây giờ là gần như là giống nhau hết rồi. Ghế của chúng ta vẫn là ghế chỉnh điện cho hàng ghế bên tài nè các bạn nha, cũng như là ba vị trí nhớ ghế nè. Nhưng đặc biệt đối với cái ghế trước phụ ha, thì các bạn vẫn là chỉnh bằng tay đó. Thì trong khi đó thì chiếc Mercedes-Benz GLC của chúng ta 200 Formatic chúng ta thì chỉnh điện hết ha, cũng như là ba vị trí nhớ ghế cho hai bên luôn. Cho nên là Di nghĩ là đối với chiếc xe GLB thì GLC thì chúng ta sẽ tiện nghi và thoải mái hơn rất là nhiều cho những người ngồi bên cạnh ha. Thực ra đối với cái chiếc xe GLB 200 AMG này các bạn, là chiếc xe nó mặc dù nói là một cái chiếc xe 7 chỗ ha, chiếc xe địa hình dành cho gia đình trong phố ha, nhưng mà chiếc xe này nó vẫn hướng tới cái người lái nhiều hơn, cho nên là Mercedes-Benz chỉ trang bị cho cái người ngồi phía trước bên tài là chúng ta là ghế chỉnh điện thôi. Thực ra thì đối với cái tính năng mà chỉnh bằng tay ở bên hông cho cái chiếc xe này thì Di thấy là nó hơi bất tiện hơn rất là nhiều đó. Thực ra thì không biết là ở châu Âu hoặc là ở nước ngoài thì như thế nào các bạn, nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì khách hàng vẫn thích là cái ghế phía trước chúng ta là chỉnh điện ha. Cũng như là về phần táp lô nữa các bạn, các bạn sẽ thấy là hai chiếc xe GLB 200 cũng như là GLC 200 Formatic của chúng ta có cái phần táp lô được thiết kế hoàn toàn là khác nhau luôn đó. Thì GLC của chúng ta thì được thiết kế theo cái phong cách truyền thống ha, từ trước giờ của Mercedes-Benz đó, được thiết kế các bạn thấy nó có một cái gì đó nó rất là cổ điển nhưng mà cũng có hiện đại. Nhưng đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái thiết kế mà gần như là hoàn toàn mới luôn, cũng như là một thiết kế cực kỳ hiện đại nè. Các bạn thấy hiện đại ở đây là qua những cái chi tiết chẳng hạn như là cái màn hình của xe nè, cái màn hình của xe nè, các bạn thấy nè ha, nó cũng sẽ được thiết kế nó giống như một cái máy tính bảng ha, nó liền từ bên trái sang bên phải luôn. Và đây là cái màn hình cảm ứng nữa. Trong khi đó thì cái màn hình của chiếc xe GLC được sẽ tách riêng ra ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy những cái nấm chỉnh gió nè các bạn, đó, bên trong nó có đèn luôn, cũng như là thiết kế theo cái phong cách của động cơ tuabin của máy phản lực đó các bạn, máy bay phản lực á, các bạn thấy nè. Về phần nội thất á, ban đêm đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 này thì các bạn đi thì các bạn sẽ thấy nó bên trong nó rất là hiện đại cũng như là tràn ngập công nghệ luôn. Đó thì Di nghĩ là với cái thiết kế này thì rất là những cái bạn trẻ rất là thích ha. Còn những anh chị ha, hoặc là những đối tượng khách hàng mà lớn tuổi hơn thì Di nghĩ là sẽ thích cái phong cách của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 hơn. Ok. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, khu vực này các bạn nó được thiết kế nhỏ hơn. Về phần mà kích thước tổng thể của chiếc xe thì cái GLB của chúng ta nó tương đương với cái GLC thôi, nhưng mà cái khu vực này các bạn sẽ thấy nó được thiết kế nhỏ hơn so với cái GLC nè. Cho nên khi mà Di ngồi vào cái phần mà ghế ngồi khoang lái này thì Di cảm thấy nó một điều nó cũng khá là rộng rãi, cũng như là về phần trần xe, do chiếc xe của chúng ta được thiết kế là vuông vấn cho nên là cái phần trần xe này Di cũng nghĩ là nó sẽ thoáng và rộng hơn nè. Khi mà Di ngồi vào cái chiếc xe chúng ta có cảm giác là một điều như thế các bạn. Ok. Và bây giờ thì Di đang ngồi ở khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic các bạn. Thì với cái hàng ghế ngồi ở phía sau các bạn, chúng ta sẽ là cố định ha, chúng ta sẽ không có chỉnh được. Nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz
GLB 200 của chúng ta thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái ghế này chuột tới hoặc là chuột lui các bạn. Bởi vì là xe của chúng ta GLB 200 có một cái hàng ghế ngồi ở phía sau nữa. Khi mà có người ngồi ở phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ cái không gian ở phía sau cho nó sẽ rộng rãi hơn. Đó, còn trong trường hợp mà xe của chúng ta không có người ngồi phía sau á, thì chúng ta có thể là đẩy hết hàng ghế phía sau này, lùi hết tối đa để mà cái khoang này có thể rộng nhất. Thì Di đánh giá cao ở cái phần mà thiết kế ở phần ghế sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200. Nhưng mà chiếc xe GLC 200 Formatic này của chúng ta các bạn, khi mà ngồi hàng ghế sau thì Di thấy một điều nó cực kỳ thoải mái luôn. Đó, nó sẽ thoải mái hơn. Đó, thực ra thì do là cái hàng ghế phía sau này của chúng ta là chúng ta chỉ là 5 ghế thôi, chúng ta phía sau không có hàng ghế nữa, cho nên là Mercedes-Benz sẽ thiết kế cố định cái hàng ghế này cũng như là cái độ nghiêng này nó cũng sẽ là được thiết kế nó rất là vừa phải luôn. Thì đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz kể cả GLB ha hoặc là GLC này thì cái vị trí mà độ nghiêng của cái hàng ghế ngồi này các bạn nó cũng sẽ là giống nhau luôn, nó sẽ không cho nghiêng quá nhiều, bởi vì là trong những cái trường hợp mà nguy hiểm xảy ra các bạn thì các bạn biết rồi ha, cái ghế đứng nó vẫn an toàn hơn rất là nhiều. Thực ra thì ở nước ngoài các bạn, các anh chị mà ở nước ngoài á, sống á, thì thường biết là ha, ngồi phía sau chúng ta cũng sẽ cài seat belt luôn, nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì thông thường là các anh chị ngồi phía sau không có cài dây belt á, cho nên là cũng sẽ không có để ý là cái độ nghiêng. Thông thường thì các anh chị chỉ thích là ghế ha, ngã nghiêng rất là nhiều để mà nằm thoải mái thôi. Nhưng mà Mercedes-Benz thì sẽ suy nghĩ khác các bạn. Cái an toàn vẫn là đưa lên trên hàng đầu, mặc dù là cái sự tiện nghi nó sẽ không được quá là tiện nghi, nhưng an toàn nó phải là đưa lên hàng đầu các bạn nha. Về phần động cơ thì chúng ta cũng sẽ thấy là Mercedes-Benz GLB 200 AMG này cũng rất là khác so với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic ha. Bởi vì đây là một cái chiếc xe SUV cho đường phố các bạn, cho nên là về phần động cơ nó cũng sẽ được thiết kế rất là nhỏ gọn ha. Với cái động cơ là 1.3 lít đặt ngang như thế này, cũng như là với công suất là 163 mã lực ha, và hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, thì về phần động cơ này thì Di cũng sẽ đánh giá nó cũng sẽ không có cao bằng với lại cái chiếc xe này. Thực ra với cái động cơ 2.0 lít của chiếc xe Mercedes-Benz GLB GLC 200 này thì nó được sử dụng rộng rãi trên hầu hết những chiếc xe của Mercedes-Benz, kể cả là dòng GLC nè, dòng C cũng như là dòng E luôn các bạn. Đó, với động cơ này thì được Mercedes-Benz sử dụng rộng rãi nhiều hơn rất là nhiều. Ở GLB GLC 200 của chúng ta thì được trang bị động cơ 2.0 lít, công suất là 197 mã lực và hộp số là tự động 9 cấp. Ngoài ra thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này thì chúng ta được trang bị hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian luôn. Đó, cho nên là cái độ bám đường cũng như là cái sự vận hành của chiếc xe nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với hệ thống vận động cầu trước của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200. Đó. Mặc dù giá bán của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này của chúng ta cao hơn 100 triệu so với lại cái chiếc xe GLB 200 AMG này, nhưng khi mà chúng ta lăn bánh thì hai chiếc xe này có mức giá tương đương với nhau luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz GLC của chúng ta là chiếc xe được lắp ráp trong nước, cho nên hiện tại nhà nước của chúng ta đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ ha. Cho nên là mặc dù là giá niêm yết nó sẽ cao hơn, nhưng mà khi mà giá lăn bánh thì nó sẽ tương đương với nhau. Đó, thì các anh chị các bạn chọn các chiếc xe nào? Thực ra thì đối với cái hiện tại bây giờ các bạn thì những cái chiếc xe mà lắp ráp trong nước và vẫn là một cái lựa chọn hàng đầu dành cho những khách hàng. Đó, mặc dù đây là cái chiếc xe nhập khẩu các bạn, nhưng mà khi mà so sánh đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLB GLC 200 Formatic này thì chúng ta cũng thấy là chiếc xe GLC của chúng ta vẫn có nhiều những cái trang bị nó được trang bị nhiều hơn các bạn. Thực ra thì so sánh ở đây là so sánh như thế nào, bởi vì là chiếc xe nhập khẩu chúng ta lúc nào cũng là bị thiệt thòi hơn rất là nhiều, không chỉ riêng là chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này nữa, mà là những cái hãng xe khác, chẳng hạn như là BMW hoặc là Audi hoặc là Volvo, họ vẫn nhập khẩu nguyên chiếc, cho nên là so với những chiếc xe mà lắp ráp trong nước vẫn là chiếc xe hiện tại bây giờ đang được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra thì các bạn thấy rồi ha, ngoài cái chính sách mà thuế thì trước đây
từ trước tới giờ Mercedes-Benz GLB của chúng ta vẫn là ông vua trong phân khúc luôn rồi. Bởi vì là cứ 10 chiếc Mercedes-Benz bán ra thì các bạn sẽ thấy là trong đó có 10 chiếc xe GLC rồi. Đó, tại sao GLC của chúng ta vẫn luôn luôn là được làm một cái chiếc xe dẫn đầu cũng như là chiếc xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc biết rõ thêm thông tin về hai cái chiếc xe này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.